Bạn khác nào Ở các đầu cầu đấy nhé ừ. Trong hội trường thế nào Trong hội trường trước những Các đầu cầu nóng lên sau à, Em thì thấy các cụ nói là Một nghề cho chín thì còn hơn chín nghề Nhưng mà anh làm nghề nào cũng chín cả Thì có cái cách gì mà Để có thể là mình làm các cái lĩnh vực Em thấy là nó hoàn toàn khác nhau Mà anh lại vẫn có sự thành công và làm thế nào để anh có thể là là tự tin để mình đi sang các cái lĩnh vực khác uh, so với lại những lĩnh vực mình đã từng làm như vậy? À, cảm ơn em bảo tự tin thì cũng chả tự tin lắm đâu. <laughs> khi mình bước sang các cái lĩnh vực khác ấy thì chỉ có liều thôi. Chứ bây giờ gọi như là một ăn một tiệt thì làm sao tự tin được? Thế nhưng mà khi mình làm ấy thì mình phải có cái đam mê. Trước tiên là mình phải rất đam mê thứ hai nữa là phải rất nỗ lực rất cố gắng và rất nghiêm túc với cái công việc đó mày mò học hỏi rồi xem thiên hạ làm như nào ờ, tính toán cân đối rồi cũng phải lăn lộn lăn xả thôi rồi thì hô hào anh em mỗi người một chân một tay vào vinh cũng được cái là các cán bộ lãnh đạo đa phần là những cán bộ cực kỳ đa nhiệm Hay ví dụ như đây có chị hải đang là phó chủ tịch phụ trách quản trị rủi ro Đến lúc mà Vingroup mở ra Vinmart cái Thì chúng tôi thuê một đàn Tây Cũng xài sang luôn à, Tổng giám đốc vùng của Metro Quản lý mấy nước ấy, Về làm tổng giám đốc của Vinmart Rồi thuê hết một đàn xịn toàn Nói chung là lương toàn 5-700 ngàn một năm Mức lương kinh khủng luôn Về làm thử 6 tháng thấy không ăn thua Mà đám Tây này chỉ đáng thịt thôi chứ không thể dùng được Thì bộ một phát là từ quản trị rủi ro Chị Hải nhảy sang làm tổng giám đốc của Vinmart chưa hề kinh doanh ngày nào chưa buôn bán gì ngoài buôn bán giấy tờ thế nhưng đương nhiên là cả hệ thống phải xúm vào phải hỗ trợ Được rồi cũng phải bàn nhau để xem là mày mò làm kiểu gì học lại làm lại hết mà đến bây giờ sau khoảng độ năm sáu tháng thì rõ ràng là cái cái chất lượng cái kỷ cương rồi cái cái kết quả của Vinmart nó khác hẳn khác hẳn so với cái thời bọn tôi đã làm mà từng bước mình ổn định được ví dụ như bây giờ bắt đầu đã go live được cái hệ thống ERP của của Vinmart và đến hết tháng 7 này là xong còn từ trước này là mò thậm chí là chả biết cái gì ở trong kho như nào khi chúng tôi mua cái hệ thống Ocean Mart thì cái phần mềm của nó nó rất là, linh tinh đấy, dùng dynamic rồi thì kết nối vào nó quá tải luôn mà mình phát triển sau đấy cũng nhanh đến lúc mua thêm ông Vinatech Mart chẳng hạn thì ông đấy còn không có gì luôn phần mềm là chạy bằng cơm đấy, thế còn sang ông maxi max thì nói chung là nó dùng cái gì dùng dùng pro cái gì Hope pro tức là chương trình mà hồi 20 năm trước cái ba năm trước gì đấy nó đang rất là 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 là, hot rất là thịnh hành đấy, thế thì rõ ràng là nó bắt buộc là người phải làm lại toàn bộ cái mới đấy và đấy cũng sau như vậy là là, là 5 6 tháng thì đó triển khai thì đến bây giờ đã trong tháng 7 này là tất cả các mát sẽ sẽ hoàn thành ERP đấy. Thế bây giờ nhìn vào lại thấy chính thích rồi. Ngày nào bán được tốt, ngày nào bán kém cái thứ này kia các loại chỉ tiêu chỉ số là nó nét rồi. Với những cái 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 đã làm được rồi. Đấy, thì tóm lại là là chỉ có thể thành công được khi mình thực sự mình đam mê, mình cố gắng, mình nỗ lực. Chứ còn chả có gì là chắc ăn hết đấy. Ôi, cảm ơn. Có vẻ này như như là là thành công gì lại đến từ cái câu chuyện là bởi vì mình không biết gì. À, vì ten hiện nay thì nó cũng có một cái một cái xu thế là bây giờ mình đang khó khăn thì mình mời tây. Thực ra thì cũng đã mời rồi, cũng lại đang hy vọng rất nhiều vào các ông tây đến là ông sẽ giúp mình trở thành một công ty nhất thế giới. Anh, anh Vượng lại đưa ra một câu chuyện hơi ngược lại Là ông tây nhất thế giới vào thì thì, thì, thì thì, tiêu một đống tiền của ông Vượng, sau ông Vượng cử một cái người không biết gì sang, sang lại thành công thì có thể anh Vượng chia sẻ thêm về cái, cái, đây, đây nó là một cái, câu chuyện tức là tất cả mọi người anh em mình đều nghĩ là tây nó giỏi đưa nó về đây thì nó sẽ giúp mình thành công này nhất thế giới đại khái thế à, và và cũng có xu thế là, là là, dùng nhiều thế nhưng mà mà đây một người lại giao cho một người gần như là chưa kinh doanh bao giờ mà nhảy ra mà lại thành công thì không hiểu là nó có mâu thuẫn gì không ở đây về bản chất ấy, thì mình phải phân tích ra là tây nó hơn mình cái gì mà mình hơn tây cái gì thì Tây rõ ràng là nếu như mà vào một hệ thống chuẩn chỉnh hết rồi, được set up một cách bài bản, có nhân viên giỏi, được đào tạo kỹ lưỡng, có quy trình quy chuẩn, thì Tây sẽ thành công, thành công ở mức độ trung bình, tức là không có đột phá. Đấy, bởi vì bản thân họ không có thói quen làm việc sáng tạo, lại rất là quan liêu và thụ động, nên là mỗi một cái việc có thể nhỏ nhỏ, thì 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 thì, thì nó sẽ làm rất lâu còn ngược lại người Việt mình ấy thì có thể không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó nhưng mình lại rất ham học hỏi rất là uh, sáng tạo rất là quyết liệt rất lan xả mình có thể giải quyết được vấn đề có thể ở đâu đấy nó còn có những cái nó nó chưa hoàn chỉnh chưa được tốt lắm thì mình ok sai thì sửa ăn đòn thì 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 mình sẽ khôn lớn ra thôi cái đấy là 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 là, 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 là chuyện đương nhiên Thế còn nếu chúng ta dùng tây bản thân chúng tôi ví dụ như là đến bây giờ xác định rõ là tây chỉ là cán bộ gọi là thứ cấp. Thậm chí đến cái hệ thống cuối cùng mà trước đây tôi hy vọng là tây có thể làm tốt được cái là hệ thống khách sạn thì đến bây giờ mình cũng có thể nói rằng là đặt xuống hàng thứ cấp. Airbnb chẳng hạn, B đang có vấn đề cực kỳ lớn là cái cái lượng khách bị đông đột biến. Trước đây ấy, ví dụ như năm tháng đầu năm thì occupancy nó khoảng độ 40% mọi người cứ thông thả từ 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 suốt ngày chỉ lo push sale đến lúc thằng sale nó thành công tức là cải tổ lại hệ thống sale quải tổ lại nguyên tắc sale thì nó thành công thành công một phát thì bây giờ ấy, trong vòng suốt khoảng độ từ đầu tháng 6 đến giờ đâu đấy khoảng trên 90% có những ngày đỉnh điểm như là hạ long thì hạn toàn 100% thế thì các bác tây chết hết bọn đấy cứng đơ luôn chả biết xoay sở kiểu gì mà cái tệ nó cũng chả thèm báo cáo cho mình bắt đầu nó lại thằng tổng quản lý gm báo cáo lên thằng ceo CEO còn ngồi coi như là ớt ơ chán 10 ngày sau nó trả báo cho mình Thế kết cục là ví dụ như khách hàng à, đi vào đến Vinpearl 3 tiếng sau hành lý chưa vào nơi gọi xe ở khách sạn ở biệt thự đi để xuống nhà hàng ăn Sự đi ăn về rồi xe vẫn chưa đến nơi không gọi lâu quá không được đi bộ Đấy. ví dụ như thế thì trong khi đó đến lúc mà chúng tôi phải biết thông tin nhảy vào thì trong vòng khoảng một tuần thôi mình Về cơ bản mình chấn chỉnh những cái đó Mình xoay sở được hết Ví dụ như là thiếu uh, Bèo để mang bác hành lý gọi luôn đội cây xanh vào Bê đi Đấy <laughs> Thiếu tàu thiếu xe Bác ghi bác kiếc cái thứ này kia lấy luôn mấy câu grow Đào tạo vì xe điện nó chỉ Đào tạo 10 phút là lái được Xe thì bứt đầy đấy nhưng không lái xe Nó không xoay được lúc sau lái mầm chạy mầm Chả vấn đề gì cả Tức là mình xoay sở xong ấy, thì trong vòng khoảng độ một tuần đến 10 ngày thôi. Thì trước đây mỗi một ngày khoảng độ ba chục cái complaint kêu gào thảm thiết luôn. Là tôi không được ăn, tôi không có hành lý, tôi không hề cái kia. Trừ bới tận dầm trời luôn. Thì đến như tuần trước đấy tôi mới cho tổng kết lại. Bởi bên xong đấy lập tức tôi lấy cái, cái 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 cái, hòm thư kêu gào khách hàng về tôi quản. không phải tôi mà văn phòng tôi quản Và tất cả những cái gì khen cho nó đi. Cái gì chê đây đây. thì trước đây ấy, như vậy là là đấy, mỗi một ngày khoảng ba chục cái như thế thì đến tuần vừa rồi ấy, mỗi ngày trung bình khoảng chục cái trong đấy khoảng độ 8 đến 9 cái ấy, là khen còn một cái cho đến góp ý hoặc là, là là chê nhưng mà mình vẫn đang bị một cái vấn đề cực lớn là, là nó nó tăng đột biến và cái, cái 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 lượng người ví dụ như là mùa đông thì bình quân ở một cái biệt thự nó khoảng độ 6,5 cho đến 7 người thì bây giờ vào mùa hè đây á, nó khoảng 13 người Tức là không những rằng là occupancy nó đã tăng Tức là số phòng nó đã tăng lên một cách khủng khiếp Lượng người cũng khủng khiếp luôn Trước đây mình toàn dùng cái xe ba ghi 6 chỗ mình chở khách Bây giờ phải dùng cái cái xe tram là cái cũng là xe điện thôi Nhưng phải chở 20 chỗ Chạy chạy tét vơ luôn mở được toang các loại đường ra để cho đi thì đấy nó chỉ là, là, là tạm thời thế nhưng mà về lâu dài thì mình bắt đầu lập tức chấn chỉnh lại ghi rõ trong hợp đồng các bác tiêu chuẩn phòng ví dụ như là biệt thự hai phòng ngủ chỉ có 6 người thôi ba phòng ngủ chỉ có 8 người thôi và bốn phòng ngủ thì mới được 10 người Ví dụ như thế tức là mình bắt đầu từ cái khâu đó Đồng thời ấy, hiểu rõ là thôi Chơi mấy bác Việt Nam này các bác sẽ không quan tâm đến chuẩn quốc tế thế tức là bây giờ ta phải xây lại cái chuẩn Nó không phải là 6, phòng, 6 người một phòng nữa Ta phải xây lại cái chuẩn 10 người một phòng Tức là lập tức ta phải xây bổ sung ngay các cái hạ tầng vào Thì đợi qua mùa cao điểm phát lập tức là chúng ta phải đập phải xây thêm ví dụ như vậy thì tất cả những cái đó chỉ có người việt mình mới làm được tất cả đội tây không thể xoay sở được thậm chí không thể phản ứng được và mình thấy lạ là 10 ngày liền bao nhiêu người kêu không ai kêu mình mình tiếng nào nhưng nó vẫn đang ngủ nó nghĩ và đợi chúng mày nghĩ xong mà tao chết lâu rồi thế thì lập tức là, 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 là nếu không cẩn thận là mình mất thương hiệu nên bọn đấy không giao trọng trách được cái này có thể là nó sẽ làm cho anh anh Nam ấy là tự tin hơn đấy anh Nam hiện nay là phụ trách tổng giám đốc công ty đầu tư quốc tế hiện nay thì hoạt động ở 10 nước để cạnh tranh toàn những ông khủng đó tức là những tên tuổi hàng đầu ấy. Và, và thực sự mà nói là anh em thì cũng rất là sợ vì nghĩ là tây một trăm năm rồi mấy trăm năm rồi có nghề rồi rất là pro thế và mình thì không nghề nghiệp gì mình thì lại không chuyên nghiệp lắm nhưng mà mà câu chuyện anh Vượng kể là rất hay đấy để mình thấy rằng là Tây thì cũng có cái giỏi của họ thế nhưng cũng có cái kém của họ và mình thì cũng có cái cái mạnh của mình để mà mình mình cạnh tranh được mà thực sự về ten mà cạnh tranh được ở một số nước thì cơ bản cũng là do cái cái gọi là cái sự linh hoạt của người Việt Nam thôi và do cái cách cũng thì cũng không bài bản đâu, của người Việt Nam ứng biến với các tình huống thế nhưng không phải lúc nào là là ông Tây cũng 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 nhất và có một cái việc nữa là anh Trung cứ nói mãi mà hôm nay tôi nghĩ là có lẽ là phải quyết định sớm ấy. Anh Trung ngày xưa là rất có ý định là đưa cái cái chỗ trung tâm xong khách hàng trực thuộc tập đoàn để nghe được cái cơ cơm Thế nhưng hiện nay thì là ông Việt Dũng là cương quyết không. Đấy. Ông Việt Dũng là một cái công ty mà mà gọi là kinh doanh dịch vụ viễn thông trong nước. Ông ấy có 53 triệu khách hàng. Thì ông ấy có cái trung tâm chăm hàng của ông ấy. Mỗi lần mình đưa ông lên ông không chịu. Hôm nay mình mới hiểu tại sao ông không chịu vì ông sợ là mình nhìn thấy người ta kêu chửi ông nhiều quá. Đấy, cho nên là thôi bây giờ ngày mai là quyết thôi anh Trung ạ nhưng mà à, không trong <laughs> đấy anh Vượng anh làm rất đơn giản thế thôi đấy bây giờ Facebook có nhé cái thứ hai là các hòm thư nhé là ông tổng giám đốc hay là văn phòng của ông trực tiếp quản thì ra hết ngày mà cũng cũng giấu giếm được cái gì nữa cả không giấu được dân đấy tôi phải nói, phải nói rất là cảm ơn anh Vượng ấy là là bao nhiêu năm trong nghề tức là 16 năm làm viễn thông bây giờ mới học được cái bài học vỡ lòng tức là phải đưa cái customer lên trực thuộc mình <laughs> tức là các cái các cái các cái complaint của khách hàng ấy ừ. cái nó cũng rất quan trọng nhỉ? ngoài cái câu chuyện là người ta uh, góp ý thôi cái khen thì bao giờ cũng thế chuyển cho đội ở dưới các cái chỗ làm trực tiếp cho người ta phấn khởi thế nhưng mà những góp ý đấy ấy, nó sẽ chỉ cho mình thấy được cái vấn đề là mình yếu kém như thế nào những cái lỗ hổng về quản lý cũng như sản phẩm của mình như thế nào để mình hoàn thiện cái cái, cái sản phẩm của mình nói thôi chứ ví dụ những cái chê cái chửi những cái góp ý của khách hàng ví dụ như là Vinhome chẳng hạn bây giờ mọi người rất là khen bởi vì là là chúng tôi đã được chửi quá nhiều mình nhìn những cái đấy chúng tôi nhìn là ok có những cái nó nó, nó 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 phi lý thì mình phải đến mình giải thích cho họ mình phải đấu tranh với họ là cái này của anh không đúng thế nhưng mà có những cái con lý thì mình phải phải bổ sung ngay mình nhặt ngay vào và như vậy cái sản phẩm của mình ấy càng ngày nó càng tốt tức là mình phải chấp nhận đối thoại mình phải chấp nhận học hỏi cái đó và đấy chính là những cái như kiểu góc độ nào đấy như kiểu là người thầy của mình thị trường mà thị trường mới quyết định tôi xây cái nhà không phải cho tôi tôi xây nhà tôi thích màu xanh màu đỏ thì kệ nhưng tôi xây nhà cho khách hàng thì họ thích cái gì tôi phải xây cái đó thì tôi có làm sản phẩm cho tôi đâu thế thì cho nên là càng có nhiều cái kênh để mình nhận được cái đó thì càng tốt và lúc nào không ai gọi là là, là chê chửi nữa thì lúc mình phải tìm cách mình tự chê chửi mình thôi thì em um, cái um, um, cái này là đúng là là việt tên là cũng cũng chậm nhiều chậm nhiều thì hôm nay anh vượng nói một ý rất hay tức là khách hàng thực ra cũng giống như ngoài cái chuyện là mình họ phàn nàn thì nên coi họ như người thầy đúng thực ra thì thì nhiều lúc mà việt mấy năm nay việt tên cũng khó khăn đấy thì, những cái lúc khó khăn này là lúc tốt nhất là nghe một khách hàng cái việt thì có xu thế nó xuống ngày đóng cửa xong rồi bắt đầu kiểu như brainstorming ấy. đóng cửa xong lại brainstorming <laughs> kinh là nghe đi hỏi một khách hàng thì bố đóng cửa bố brainstorming Đấy, để, để, để. Peru nào anh